rồi nghe từng lá rụng ngoài hiên, từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng. Vắng em cô phong càng quạnh yêu, nhớ em nhớ từng làn hơi thở. Giờ này mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời anh. Vâng, xin chào mọi người, mình là Truyền Hữu. Và hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn anh chị một cái project hotline Cuba 10 mới nhất của Hữu ha. Thì mấy hôm trước Hữu cũng có ra video clip giới thiệu về cái project hotline Studio One 5 bằng những cái plugin mới nhất. Thì hôm nay Hữu sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái project Cuba 10 với những cái plugin cũng là mới nhất luôn. Và hôm nay Hữu sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các bạn các anh chị sử dụng cái project hotline này như thế nào, cách dò tông, cách chỉnh vang, cách chọn tune như thế nào cho phù hợp với từng dòng nhạc và cách thu âm xuất file đơn giản, rất là dễ. Thì cái đường link mà tải cái phần mềm thu âm xuất file đơn giản Audio Recorder Raw á, thì một lát Hữu sẽ để cho các bạn các anh chị cái đường link bên dưới ha, để các bạn các anh chị tải về sử dụng thu âm xuất file nhanh. Các bạn sử dụng có sao kẹt sẵn rồi thu xuất qua bằng cái đó cũng được, và kết hợp với phần mềm Hữu cũng được luôn. Và ok, thì bây giờ Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn cái project này có những cái gì. Khi mà các bạn anh chị mở, khi mà bên Hữu cài xong cho các bạn anh chị á, thì chúng ta sẽ có một cái thư mục ở đây, ở ngoài màn hình mọi người á, lúc nào cũng có. Và đặc biệt các bạn anh chị lưu ý nha, nhớ các bạn anh chị nhớ cắm sao kẹt vô máy trước, có nghĩa là Hữu đang sử dụng cái sao kẹt Focusrite với lại mic AKG B120. Các bạn nhớ cắm cái cáp USB vào cái máy tính mình trước để nó biết là máy mình có thiết bị, và khi mở lên xong nó có thiết bị nó mới hoạt động, chứ không nó sẽ báo lỗi mất tín hiệu. Các bạn xài Cuba 5 hay Cuba 10 hay là Studio One 5 gì đều cũng phải cắm sao kẹt trước nha mọi người nha. Thì Hữu đã nói rồi, Studio One 5 hay là 10 thì cái ruột bên trong nó cũng đều giống như nhau về những plugin thôi, Hữu làm đều giống nhau. Nhưng mà đặc biệt á, là cái vấn đề là QN Studio One 5 á, thì cái dung lượng nó nhẹ như Hữu đã nói, và nó nhớ đường kết nối. Khi các bạn rút ra rút vào cái sao kẹt thì cắm lại nó tự nhớ, còn cái QN 10 nó sẽ quên, mình phải bích lại, mình chỉnh âm lại vậy thôi. Rồi, thì trong cái khi mà các bạn anh chị cắm sao kẹt xong thì mới mở cái này lên nha, mới được mở cái Truyền Hữu này lên, và nó có cái project 2021. Các bạn mở lên thì nó sẽ vào trong bên trong giao diện ha. Và các bạn anh chị nhớ cái loa của mọi người nè, nó sẽ báo là cái speaker 01 thì nó mới có nhạc, hoặc là Hữu sẽ ghi tiếng Việt cho mọi người. Nhân viên kỹ thuật Hữu sẽ ghi tiếng Việt cho mọi người là cái nhạc phần mềm, để mà các bạn nhìn vào. Các bạn chọn lộn cái speaker thì nó hát nhạc ra ngoài, nó không có nhạc trong lỗ tai nha, chọn cái này mới được. Đó, quy trình là vậy. Sau khi mở lên xong thì chúng ta sẽ có cái giao diện như sau. Đây là những cái đồ chơi EQ mà của Hữu làm sáng làm ấm ở đây, của Nomad Factory với lại của Focusrite, thì Hữu sẽ sử dụng trong cái rất nhiều trong cái vấn đề làm giọng của mình. Thì các bạn mở lên nó sẽ ra giao diện nè, beat và cái phần vocal. Nó vocal là hình cái micro, và trên phần beat có hình logo của Truyền Hữu. Rồi, ok. Và ở đây Hữu sẽ chỉnh sẵn cho các bạn anh chị là tiếng vang, để sẵn cái chỗ để mọi người chỉnh delay và vang ngắn vang dài đó, vợp ngắn vợp dài, và đặc biệt vợp dài có được sidechain, đã được sidechain nha. Và một cái đuôi vợp nữa, tạo cái không gian nữa. Và một cái cấu trúc chung của một cái project hotline thì Hữu sẽ nhắc lại cho các bạn, nó sẽ có những cái tất cả những cái các EQ, compressor, de-esser làm sạch giọng, rồi tăng sáng, saturation là tăng cái độ ấy lên, và cái làm ấm, rồi có làm có EQ màu làm giọng ấm lên, rồi nâng tổng thể. Nói chung Hữu sử dụng cơm nhiều, tại vì đây là project hotline nên là chúng ta sử dụng cơm để chúng ta hát nó nhẹ đó, và vợp nó rất là bay. Và đây Hữu sẽ mở lên, nó sẽ có cái gì, delay. Alo, 1 2
Thì ở đây Hữu sử dụng Super Stab Stereo, giọng biên bông. Rồi, một cái verb dài, cái bi verb đã được sidechain. Đó, các bạn có thể nghe cái tiếng lân loan. Tại vì Hữu là một người rất là thích về cái tiếng vang, nên là đa số trong cái project của Hữu á, và cái cách Hữu hát á, là nó hơi ướt. Đó, tùy các bạn thích khô ướt về tiếng vang là tùy, nhưng mình là cái người nghiên cứu rất nhiều về tiếng vang, về hát bolero, nhạc trẻ gì đó, thì Hữu có sử dụng tiếng vang nhiều. Và đây là một cái vật ngắn cho cái vocal. Đấy, thì sử dụng cả hai cái và delay kết hợp thì chúng ta hát rất ok. Và một cái đuôi ha, cái IR. Thì khi mà các bạn nói không thì các bạn nghe rất là vang, nhưng mà khi mà trộn chung với lại nhạc thì nghe rất là êm. Mấy đêm qua rồi nghe từng gác lành điều hiểu, ngoài trời trắng tỏ. Đó, ví dụ vậy, nó rất là vang và nó rất là ngọt khi mà kết hợp với vang ngắn, vang dài và cái tune, thì cái tiếng chúng ta nó sẽ rất là ngọt. Đấy, thì Hữu sẽ hướng dẫn các bạn anh chị cách dò tông và chỉnh vang như thế nào là phù hợp. Thì đầu tiên, để Hữu tắt nói chuyện cho nó dễ, các bạn muốn tắt vang giống như Hữu là muốn nói tiếng mộc không thì các bạn tắt hết những cái này ha, tắt hết những cái mục này, thì chừa là một cái thôi, chúng ta sẽ nói dòng mộc cho nó đỡ nhức đầu. Rồi, đầu tiên mà để hát một bài hát thì các bạn anh chị không thể sử dụng autotune mà các bạn hát liền được. Tại vì mỗi bài nhạc nó đều là cái tông khác nhau. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Đó, có nghĩa là nhạc sĩ họ sẽ viết tất cả những bài hát nó không có giống tông nhau. Mà cái autotune mà chúng ta để một cái tune như vậy đó, để một cái tông như vậy thì mình sẽ hát không được. Nó sẽ gây cái hiện tượng là méo tiếng ha. Nó làm méo tiếng của chúng ta. Và chúng ta hát còn tệ hơn cái lúc mà chúng ta không xài nữa. Còn đặc biệt các bạn anh chị không thích xài autotune thì bấm cái này tắt cái tune ha, bấm vào cái mục này thì cái sóng âm nó không nhảy nhảy bên autotune nữa. Đây là auto key, là cái bản dò tông nè. Và cái bên này là autotune. Autotune là làm cho cái giọng mình nó ảo. Và cái nút này là nút gì? Return speed này là cái mức độ chỉnh độ cho giọng. Ví dụ chúng ta để thấp xuống ha. Thì để càng thấp thì giọng càng ảo, để hát remix thôi. Còn chúng ta để nhạc trẻ, ví dụ chúng ta hát nhạc trẻ, các bạn nên để cho Hữu là khoảng 25. Cái số lead tone này các bạn nên để 20 ha, để cố định đi. Rồi, nhạc trẻ để 20-25, nhạc remix các bạn nhớ để khoảng 10. Còn thích mắc tone thì để kéo xuống số 0 luôn ha. Thì cái nút này, số càng nhỏ giọng càng ảo nha. Và muốn giọng chúng ta nó hát bolero thì các bạn để khoảng 35 hoặc 40. Đó là ba mức độ để cho cái tune. Đó. Thì bây giờ muốn hát một cái bài hát thì chúng ta làm như sau. Quy trình hát một bài hát thì chúng ta làm như sau ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào mở nhạc lên, vào một cái bài YouTube, tìm một cái bài hát cần hát mà chúng ta chưa hát liền được đâu. Chúng ta phải mở cho nó dò tông và chúng ta chọn tông mà chúng ta mới hát được. Thì đây là một cái quá trình để các bạn anh chị làm quen với phần mềm và dò hợp âm. Sau khi mọi người dò hợp âm xong, các bạn anh chị nhớ ghi lại những cái bài hát mà chúng ta đã từng dò tông thành công rồi vào một cuốn tập. Để khi mà chúng ta hát thì chúng ta chỉ cần biết chọn thôi thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy, ví dụ bây giờ Hữu sẽ bắt đầu dò cái tông của bài Khóc Thầm này thử cho mọi người nghe nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào mở nhạc lên. Rồi, khi mà nhạc bắt đầu lên thì chúng ta vào phần mềm, bấm cái này, bấm vào auto key, bấm vào cái chữ này để nó dò. Nó dò, nó báo chữ G minor. Thì mọi người khoan hãy chọn bấm send to autotune nha, khoan hãy chọn. Tại vì có khi nó không chính xác, mình phải đợi. Mình chưa hát liền được đâu. Đấy, bây giờ nó là, bây giờ á là nó nhảy sang cái chữ D major. Khi mình ngừng nhạc nó lại báo cái tông khác. Bài này là D min, tại vì Hữu đã hát rồi. Hữu muốn chỉ cho các bạn xem là cái cách cái phần mềm nó hoạt động nha. Mọi người xem nè, nó nhảy gì kệ nó. Đây, nó nhảy gì kệ nó. Rồi, ok, trước khi mình vào mình hát đúng không, nó nhảy G xong rồi nó nhảy F major, nó nhảy lung tung hết. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ nhảy cho mình cái tông là chữ D minor, có nghĩa là dịch ra nó là tông đó là rê thứ. Đó,
Thì trong cái vấn đề học nhạc của mình thì mình biết thôi. Các bạn tìm hiểu thì các bạn dịch ra. Còn đây là các bạn biết là D-minor thôi. Sau khi mà dò thành công rồi thì bấm send to autotune thì nó gửi cái tông qua đây. Nó sẽ gửi cái D-minor qua cái bảng này để mà nó tune cái giọng của mình theo cái với cái khuôn nhạc đó mà nó mượt mà hơn. Đấy, còn các bạn chọn mà nó sai thì nó sẽ tune méo. Và ví dụ nó D-minor mà các bạn dò nó lộn thành cái gì đó chữ khác thì nó bị méo tiếng nha mọi người nha, nó phản tác dụng, nó không có hay đó. Nên là cái khâu dò hợp âm nó rất là quan trọng, các bạn dò phải chuẩn. Và đặc biệt Hữu để ý, Hữu khuyên các bạn anh chị dò nó khoảng nè, ở đây nó báo gần hơn 40 giây nó mới báo ra cái tông chính xác của cái bài này. Mà đây là nhạc sống đó nha, nhạc sống là dễ dò hợp âm đó, phần mềm nó dễ dò theo như Hữu để ý. Nhưng mà có một cái lưu ý á, là đại đa số á mọi người, nhạc bolero hay nhạc trẻ, nhạc gì ở Việt Nam mình hay hát là nó báo đuôi minor thôi. Nên đa số lâu lâu các bạn anh chị bấm, vừa bấm listening xong mà nó báo đẹp C major, các bạn có thấy ồ nó báo cái tông rồi. Chúng ta thấy ồ chắc này là bài này tông này, bấm send cái nó nhảy qua đây. Mà khi vào hát thì nó méo là nó sai. Thì Hữu để ý các bạn để khoảng tầm 15 đến 20 giây, có khi nó vào lời luôn á, chúng ta chưa hát được luôn thì cái tông mới được. Thì đây là một cái vấn đề cực ban đầu, hơi cực nha. Có những bài nó rất là nhanh, bấm ra nó ra cái tông luôn. Nhưng có những bài nó hơi cực thì mọi người tập làm quen dần với cái điều này. Thì sau khi mọi người đã chọn xong rồi, ví dụ nó báo D là ok rồi, tầm 15-20 giây là nó báo ok rồi, thì chúng ta bấm send thì nó gửi qua đây là D minor và chúng ta hát vào ok là được ha. Còn những cái bài khác nó báo major mà tầm 15-20 giây, 40 giây nó vẫn là major luôn, thì chính xác cái bài đó là tông đó rồi, tông trưởng nha. Thì chúng ta sẽ hát bình thường, tại vì không có lúc nào cũng phải là tông minor. Nhưng mà đại đa số thôi, Hữu nói đại đa số chứ không phải là tất cả lúc nào cũng minor, tại vì major là tông trưởng mọi người nha. Và sẵn Hữu nói luôn, lưu ý với mọi người á, là khi chúng ta hát cái đoạn đầu nó rất là êm, sau khi mà dò tông ví dụ báo D mini, hát đoạn đầu nó rất là hay, ok. Nhưng mà tới cái đoạn điệp khúc á, tự nhiên nó bị lớ, cái giọng chúng ta nó bị lớ lên hoặc bị méo, là có thể là cái bài đó nó sẽ có hai hiện tượng á. Một á, là nó sẽ chuyển sang tông trưởng, đang thứ nó chuyển sang trưởng. Thì với một cái người dùng bình thường như các bạn anh chị thì chúng ta không biết cái đoạn đó là phải xử lý như thế nào ha. Thì một là các bạn có thể chọn ở đây, chọn chữ major nếu bị méo để chúng ta sửa luôn. Và đặc biệt nó phải nhanh tay kìa, còn chúng ta chậm quá chúng ta sợ bị méo thì chúng ta tắt tune đi để cái đoạn đó chúng ta sẽ vơi đi. Hoặc những cái đoạn lên tông, ví dụ như cái bài Để mùa đông ơi xin ấy làm tuyết rơi để nhấn lên em, cái đoạn sau ca sĩ họ hát phiêu lên khoảng nữa một khoảng một tông thì mọi người đâu có nhanh tay đâu mà chọn, đúng không? Thì cái đoạn cái lúc đó mọi người không có nhanh tay để mà chọn cái tông này, không có biết lên tông trong này thì cái đó mọi người bỏ qua luôn, cứ bấm tắt autotune đi, tắt autotune đi, hát cái đoạn đó thôi là được rồi, nó đỡ méo là được rồi, chứ không có nhanh tay mà tính nửa cung một cung nó lâu lắm. Nên là mọi người lưu ý nha, hát bị méo tắt tune liền đi, sau đó là qua bài khác dò từ đầu hát, đừng cố gắng làm, đừng cố gắng sửa nó càng méo nữa. Còn đặc biệt hát livestream mà mọi người thao tác chậm như vậy thì không được, nên Hữu mới nói là sau khi dò xong rồi mới ghi vào cái cuốn sổ này tất cả những bài hát chúng ta hát 10, 20, 30, 40 để khi mà hát để chúng ta sử dụng lâu dài đấy, ok. Và chúng ta bây giờ hát thử bài này nha, bật vợp delay lên. Và tiếng vang Hữu chỉnh như sau. Cái vang dài á, Hữu sẽ để là -9, cứ để cố định. Còn cái vợp ngắn này nè thì mình chỉnh tùy thích, mình kéo xuống thì nó ít vang, kéo nhiều lên. Thì với cái bài này Hữu sẽ để nó khoảng là -6 hoặc 7 là được. Còn cái nhạc bóp ballad thì lát Hữu chỉnh sau nha, mình sẽ hát thử. Vô. Alo 1 2. Cho nó ướt xíu, Hữu là rất thích tiếng vang luôn. Nên là cái rồi chắc hát nó rất là ướt luôn, ướt lắm. Tiến em đi rồi, anh về gác lành điều hiếu. Ngoài trời trắng tỏ
mi gầy. Bóng đêm ngỡ ngàng càng quạnh yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bây giờ liền xa. Ok, là mình hát mà mình thấy mượt trong lỗ tai chúng ta là nó đã đúng tông rồi đó mọi người. Chúng ta hát trong lỗ tai chúng ta là nghe mượt, nghe hay, là nó đã đúng dò đúng hợp âm rồi đó. Và các bạn qua bài khác cũng vậy luôn. Các bạn qua bài khác các bạn dò hợp âm thì cũng lại bắt đầu lại từ đầu như vậy. Thì bây giờ Hữu sẽ làm thử một cái bài nhạc trẻ cho mọi người nghe nha. Bây giờ nhạc trẻ nha. Rồi, nhạc trẻ thì các bạn sẽ làm như sau. Nhạc trẻ thì mọi người thích vợp dài thì để, ok, để luôn cũng sao. Còn các bạn nghe cái tiếng vợp không ha? À, đó. Cái vợp này á, khi chúng ta nói dứt xong nó còn lưu ở đằng sau, và chúng ta tác dòng cái tiếng vào thì cái vợp nó ngắt. Đó, một hai. Và bây giờ Hữu sẽ để thấp xuống khoảng -11 để mình hát cái nhạc này nha. Mình sẽ hát cái này nhạc này nữa và Hữu sẽ hướng dẫn mọi người thu âm xuất file là xong. Cái rồi chắc chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó, tiếng vang Hữu sẽ để như đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái gì? Hỏi yêu ai mất rồi đi. Thử nha, lo-fi. Lo-fi hát một khúc thôi. Lo-fi. Cái gì vậy? Ok. Rồi. Thử nè. Giờ. Bấm giờ thông nha mọi người. Mọi người chú ý nha. Admin nè. Admin nè. Mà nó giờ vẫn còn nhảy tông. Nó nhảy tùm lum hết. Nó báo A major. Thì mình đợi một xíu nữa có chắc ăn là nó giữ nguyên cái A major hay không. Nhưng mà theo như Hữu đã từng hát cái bài này thì nó không phải là tông này. Nếu các bạn anh chị bấm send ngay lúc này thì bây giờ nó sẽ bị méo tiếng. Ha. Tại vì đa số là nhạc mình phải để ý. Nó không giống nhau. Như bây giờ bài này nó báo major, cái này là không phải rồi. Các bạn bấm send là hát méo liền. Bấm send hát là méo liền. Bây giờ muốn chắc ăn chúng ta bấm dò lại một lần nữa. Tại vì Hữu bài này là đã hát rồi. Mình biết là nó không phải là tông này. Nè, bây giờ có trống vào nè. Đấy. Bây giờ nó mới ra admin nè, thấy không? Nó ra admin rồi đó. Chúng ta bấm send là chính xác rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta cực không? Mọi người thấy cực không? À, mình đợi tới khoảng 1 phút 21 giây mới được hát. Có nghĩa là khi các bạn hát trực tiếp mà các bạn dò kiểu này nó rất là mất thời gian nha. Có nghĩa là xài mà hát trực tiếp với cái Facebook Bigo hay người ta yêu cầu mình mà mình dò hợp âm kiểu này là rất là lâu. Nên đây là một cái video clip hướng dẫn và một cái bài tập để các bạn thực hành. Sau khi mà đã ok rồi, ghi vào bí kíp, ghi vào cuốn sổ này. Họ yêu ai mất rồi, ghi vào liền, admin là ok. Bây giờ Hữu sẽ hát thử nha. Rồi sao? Hát đoạn thôi. Rồi. Tune mình chỉnh xuống nè. Bây giờ tune nè, nhạc trẻ mình để khoảng 20 đi. Bài này tune nhiều nhiều thì mình để 20. 15 đi, cho nó phê, 15. Rồi. Nhớ nha, hát nhạc trẻ mọi người để nè. Vợp dài thích thì để -10, -9. Vợp ngắn -11. Tune mình đây mình để 15. Còn các bạn thích thông ảo thì các bạn để -25 ở bên tune này. Rồi bây giờ Hữu sẽ để thông số về Hữu thác thử nha. Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau, mặc cho những vỡ nát nơi anh em có thấy đau. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng có gieo thương tư cho nhau, chầm chậm vô tư thế thôi. Người mình yêu đã yêu ai mất rồi.
là những tiếc nuối của một tá đôi mươi đã xa. Rồi, ok. Thì tạm vậy thôi. Là nhạc trẻ chúng ta sẽ hát kiểu như vậy. Đó. Và nhạc bolero thì chúng ta để vang nhiều nhá. Để vập nhiều khoảng trừ 7, trừ 6. Ở dưới vập ngắn. Cứ để ở trên. Còn các bạn thích vập đuôi dài nữa thì cứ cầm cái chuột kéo lên ha. Kéo lên cho nó dài lên. Để cái đầu đuôi nó lâu. Hoặc là nhập số. Tùy mọi người. Rồi, ok. Bây giờ Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn anh chị thu âm xuất file MP3 đơn giản bằng cái phần mềm này. Các bạn chưa có thì vui lòng thải về sử dụng luôn nha. Đây. Hữu sẽ để cho các bạn cái đường link này để chúng ta sử dụng. Ở đây. Đây các bạn khi mà Hữu cài xong, Hữu sẽ cài tặng cho các bạn anh chị phần mềm này luôn. Thu âm xuất file MP3. Đó, chỉ cần tải về và điền hai cái thông tin này vào là dùng. Thì chúng ta sẽ mở cái này lên, nó sẽ báo như thế này. Đây, thì Hữu đã chọn cái đường sụt này là cái đường âm thanh của cái phần mềm của chúng ta. Nó trỏ qua đây. Thì mình sẽ thu một cái là mình ra luôn sản phẩm luôn. Thì ở đây rất nhiều cái mod để mình chỉnh cái âm thanh. Thì mình để CD quality cũng được. Ở đây thích thì để 48, đây là 320 cao nhất ha. Rồi bây giờ muốn thu cái bài nào đó thì các bạn anh chị phải dò hợp âm trước. Nhớ nha, các bạn anh chị phải dò hợp âm trước. Dò xong rồi mình biết cái bài đó tông gì rồi. Ví dụ như cái bài đây, Hữu sẽ thu bài này Demon. Bây giờ karaoke. Rồi. Mình sẽ thu cái bài này. Là bài này là Hữu phải biết tông bài này trước cái đã. Tông của bài này. Tông bài này là Hữu đã hát rồi, nó là tông G min. Đó, thấy không? Giống như là Hữu đã dò hợp âm, mình đã thuộc luôn cái tông đó rồi. Thì mình sẽ chọn nó thôi và bấm send thôi là hát thôi. Đó, chứ đâu có cần phải bấm cho nó dò rồi đợi nó khoảng 40 giây, 1 phút mấy nó đâu, nó rất mất thời gian. Đó chỉ là cái thời điểm ban đầu các bạn cái gì chưa dò được thôi. Thì sau khi đã dò được rồi á thì nó rất là nhanh, thấy không? Thì ok, thì bài này Hữu cũng để tuôn khoảng 10 đi thấp xuống một xíu. Nhạc giống như nhạc hip hop mà Hữu đã từng hát trong cái project kia vậy. Rồi, Hữu chỉ cho các bạn chỉnh nhạc beat. Ví dụ như mà cái nhạc của chúng ta đã tăng tối đa như này mà nó vẫn nhỏ do cái beat nó bị nhỏ. Mặc dù YouTube cũng đã mở tối đa rồi thì chúng ta vào đây. Bấm vào beat, chọn cái dấu mũi này. Bấm vào beat ha, bấm vào cái này. Chúng ta có thể kéo cái ống này lên ha. Nhớ nha, vào beat, chọn cái dấu mũi tên. Bấm kéo này lên là nhạc nó sẽ lớn lên. Ở đây mình để nhạc, mình để 2 decibel thôi, để 2 thôi. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thu thử nha. Thu bằng cách bấm đây. Rồi, đặt tên. Diamond thì đặt Diamond. Và lưu ngoài desktop cho mọi người nha. Diamond 2 đi. Rồi, bấm save. Khi các bạn muốn cái file các bạn hoàn chỉnh thì khi mọi người đã bấm rồi thì vào mở nhạc hát liền. Chứ đừng có nói chuyện giống Hữu để mất công là vào phải cắt gọt lại từ đầu nữa. Đó, mất công vậy đó. Thì ok. Thì chúng ta sẽ bắt đầu hát, nó đang thu luôn, mình sẽ mở nhà hát luôn nha mọi người nhé. Shia, yeah, baby cỡ với bao người vây quanh em nở nụ cười, đường cong ngôi ngất ngây lòng khiến cho anh không ngừng say mê mà quay cuồng. YSL Bad Louis đu đưa trên chiếc Bentley, cùng ai đang đến party, nhưng thứ không ai để cơn say này quen đi. Em chẳng nghĩ đúng hay sai, có được như hôm nay phải qua bao nhiêu trong gai, và đời còn nhiều trò đùa với những tiếng nói bên tai. Thế nên không quan tâm ai đang cố che bài. Just wanna say the diamond, em chỉ muốn như thế. Rồi, ví dụ vậy thôi. Thì chúng ta sau khi đã thu xong rồi á, lúc nãy là Hữu tắt cái vợp dài đi để cho cái tiếng nó rõ á. Để chúng ta sử dụng cái vợp ngắn á, của cái nhạc này thì nó sẽ ok hơn. Còn khi bỏ cái vợp dài và có thể tiếng các bạn nhòe, tùy mọi người. Thì chúng ta sẽ bấm dừng nha, bấm dừng. Thu xong bấm dừng vậy là ra file vậy thôi. Không cần phải thu chỉnh sửa tùm lum ở trên này đâu. Tại vì đây là project hát live thôi, còn các bạn muốn làm chi tiết về thu, comb, chỉnh phô rồi cắt EQ thì chúng ta phải đi học một khóa home studio hoặc thu âm.
chuyên nghiệp thì nó mới ra cái chất lượng âm thanh và master mix hoàn chỉnh được mọi người nha. Và chúng ta đã thu xong cái bản Diamond nè, nghe lại nè. Khi các bạn muốn cái thì ok. Cớ với bao người vây quanh em nở nụ cười, đường cong ngôi ngất ngây lòng, khiến cho anh không ngừng say mê và quay cuồng. Đấy, thì chất lượng âm thanh chúng ta thu ra nó rất là tốt ha, 48, 32 kilobit thì cũng rất là ok rồi. Đây là thu trộn rất nhanh dành cô bác anh chị mà không có rành xài phần mềm. Vào dò tông đã cực rồi, còn phải thu âm chỉnh sửa trong này. Thiếu mà nâng cao các bạn muốn chỉnh thì ok, cứ thu sức trên này cũng được. Hữu đã có video clip hướng dẫn trước đó. Thì bây giờ là chỉ hướng dẫn cho mọi người thu sức mic đơn giản thôi, và cái cách mà làm quen với dò phần dò hợp âm. Đấy à, và một cái là các bạn có thể chỉnh tiếng vang tùy thích theo từng dòng nhạc mọi người nha. Mọi người thích vang có đuôi dài thì cứ bỏ vập dài vào, và thích cái vang ngắn như thế này cho cái tiếng nó sẽ trong và nó sạch. Một mình nó thì chúng ta để một cái vợp như thế này chúng ta hát thôi. Thì đó, cái project của Hữu nó sẽ đầy đủ như vậy. Vợp, delay, vợp dài, vợp ngắn đã sai trend, rồi EQ, tất cả các mọi thứ đã làm tổng thể sẽ ra âm thanh như vậy. Thì cái buổi hướng dẫn cơ bản về cái project mới của Hữu thì đến đây chắc xin phép được tạm dừng. Hữu sẽ làm những cái video chi tiết khác, từng cái mục chi tiết hơn vào những video sau. Thì đến đây Hữu chỉ giới thiệu tổng quan như thế này thôi và cách sử dụng dò hợp âm cơ bản. Mọi người nhớ mở nhạc lên, nhớ nha, cái quy trình Hữu nhắc lại nè. Cắm sò kẹt vào mic trước, mở rồi check lên. Tiếp theo là chúng ta muốn hát bài nào đó, chúng ta sẽ mở bài hát lên, bấm dò tông là bấm ở đây, nó báo listening. Rồi đợi nó khoảng 10-15 giây. Đại đa số nhạc là minor là nhiều nha, chúng ta đợi minor thì chúng ta mới bấm send nha. Còn lâu lâu nó vẫn bán major. Nếu ví dụ nó báo là D major, A major gì đó mà nó cố định xuyên suốt luôn từ đầu tới cuối thì là bài đó là bài tông trưởng. Thì chúng ta yên tâm rồi, chúng ta bấm send và nó gửi tông qua đây. Và chúng ta sẽ chỉnh cái mức độ tune nhiều ít để chúng ta hát. Vậy là xong. Nhớ nhạc remix để khoảng từ 5 hoặc 0 là mắc tune là ảo nhất đó, 5-10. Còn nhạc trẻ thì 25-30, còn nhạc bolero là 35-40, trong cái khoảng đó. Còn tiếng vang ha, vập dài thì để cố định trừ 9. Còn thích nữa thì mọi người thử kéo lên hoặc kéo về. Còn vợp thì các bạn thay đổi nè, vợp ngắn thay đổi nè. Hát nhạc trẻ để khoảng trừ 11. Còn nhạc bolero thì có thể là trừ 7. Đấy, chỉnh như vậy là ok. Còn hai những cái thông số này các bạn muốn ngắt vang, các bạn bấm đây ngắt thì tiếng mộc vậy ha. Còn thu âm thì mở này lên, bấm record, hát xong bấm stop là ra file. Vậy thôi, rất đơn giản. Đây là check xúc tích nhất và mới nhất của Hữu 2021. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn có nhu cầu cài phần mềm thì liên hệ qua cái số hotline của Hữu 0383457777, hoặc là hai cái số mà Hữu có ghi đường link bên dưới, và cái địa chỉ mua hàng cài phần mềm của Hữu là 8A Lên Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là đang dịch nên là Hữu chỉ làm online thôi. Còn sau đó thì những cái tình hình nó ổn hơn thì mình vẫn tiếp khách bình thường. Hiện tại vẫn Hữu vẫn giao hàng và support online mọi người. Bye bye, nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những sản phẩm mới nhất của mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.